Kiểm soát bóng tới 72% và dứt điểm 17 lần, Chelsea vẫn không thể ghi bàn trên sân Riverside. Sang đến hiệp 2, thậm chí The Blues cầm bóng tới 81%, nhưng họ còn chẳng thể nào tạo ra cơ hội. Ở phía bên kia trên tuyến, chủ nhà Middlesbrough ít khi lên bóng quá nửa sân, nhưng chắt chiu tối đa cơ hội. Bàn thắng của Hayden Hackney ở cuối hiệp 1 là đủ để thầy trò Michael Carrick tự tin bước vào lượt về trên sân Stamford Bridge sau đây 2 tuần. Vâng, đó là một nhược tiểu chơi ở giải hạng nhất và một đại gia đã chi 1 tỷ bảng trong 2 năm qua. Bạn có tin được không? Phong độ thấp gần đây cũng khiến đội xếp thứ 12 tại giải hạng nhất bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Chelsea. Thực tế trên sân cho thấy điều đó khi Middlesbrough gần như chỉ biết tử thủ từ đầu đến cuối trận. Nhưng như vậy mà The Blues vẫn không tài nào tìm được bàn gỡ hòa, chứ đừng nói là chiến thắng. Tất nhiên họ còn cả một trận lượt về, đó sẽ là 90 phút quan trọng bậc nhất trong phần còn lại của mùa giải, khi Carabao trở thành đấu trường khả dĩ nhất để kiếm danh hiệu mùa này. Nếu thắng Middlesbrough từ 2 bàn trở lên tại Stamford Bridge, thầy trò Mauricio Pochettino sẽ vào chung kết để gặp Liverpool hoặc Fulham. Nhưng thất bại ở lượt đi như thế này cũng khiến các cổ động viên rất thất vọng. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, thời điểm Chelsea đang bị Boro dẫn một bàn, Enzo Fernandez tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Tom Plover của đội chủ nhà xử lý không tốt khiến bóng bật ra và Palmer ập vào đệm bóng ở cự ly gần. Thế nhưng, dù phía trước chỉ là cầu môn bỏ trống, Palmer lại sút bóng lên trời đầy khó tin. Chẳng riêng gì pha bóng này, cựu sao Man City còn bỏ lỡ một vài tình huống ngon ăn khác trong hiệp 1, khiến các bình luận viên của Sky Sports phải thốt lên rằng lẽ ra anh ấy phải lập một hat-trick. Thành thực mà nói, ngay đến Palmer còn trải qua một ngày tồi tệ như vậy thì Chelsea thua Middlesbrough cũng không có gì lạ. Kể từ khi gia nhập The Blues từ Man City vào mùa hè 2023, tiền vệ 21 tuổi luôn là một trong những cầu thủ đá hay nhất đội. Nhưng may mắn cho Palmer, hôm nay tâm điểm sự chỉ trích sẽ không nhắm vào anh mà là người đồng đội có giá gấp 2,55 lần. Đúng vậy, chúng ta đang nói đến Moise Caicedo. Phút 37, thời điểm tỷ số đang là không đều, Middlesbrough tổ chức đợt tấn công bên cánh phải với pha băng xuống tốc độ của Isaiah Jones. Caicedo chạy về phòng ngự và đeo bám sát sao tiền vệ Hayden Hackney. Tuy nhiên, khi Hackney xâm nhập vòng cấm để đón đường căng ngang vào của Jones, Caicedo không hiểu vì lý do gì lại đứng khựng lại. Tiền vệ người Ecuador sau đó chắp hai tay ra sau lưng và đứng nhìn Hackney đệm bóng cận thành tung lưới Chelsea. Có lẽ anh sợ bị tạt bóng trúng tay, nhưng điều kỳ lạ là Caicedo đang trong tình thế phải chạy rất nhanh để theo kèm Hackney. Giả sử Caicedo theo kèm Isaiah Jones thì làm thế còn hiểu được, chứ đang chạy kèm tiền đạo của đối phương mà lại chắp tay sau đít thế thì làm sao mà anh chạy nhanh được. Trên mạng xã hội, đông đảo fan Chelsea tức điên khi chứng kiến cách xử lý kém cỏi của Caicedo, người đã được Chelsea mua về ở hè 2023 từ Brighton với mức phí chuyển nhượng lên đến 115 triệu bảng, con số kỷ lục của câu lạc bộ. Một fan bình luận, Caicedo đứng nhìn một cầu thủ không bị theo kèm trong vòng cấm. Người thứ hai bức xúc, Caicedo đang làm cái quái gì vậy, tự nhiên đứng lại, không kèm người nữa và chắp tay ra sau lưng. Cổ động viên thứ ba thắc mắc, tại sao đang chạy đuổi theo lại thôi vậy, đây có phải Caicedo không? Thực tế là kể từ khi gia nhập Chelsea với số tiền không tưởng, Caicedo chưa bao giờ phát huy hết năng lực. Mùa này, anh đã có 23 lần ra sân cho The Blues trên mọi đấu trường và thi đấu không có gì quá nổi bật, bất chấp việc thường xuyên được huấn luyện viên Pochettino bố trí đá chính. Tức là trước khi mắc lỗi ở bàn thua trước Middlesbrough, Caicedo cũng không vướng phải sai sót gì quá tệ để mà chỉ trích. Tuy nhiên, cái giá 115 triệu bảng đang khiến anh bị đặt dưới lăng kính quá khắt khe. Sau trận thắng trên chấm 11m trước Newcastle United ở vòng tứ kết, các chuyên gia của đài Sky Sports đã tỏ ra rất bức xúc vì cách Caicedo thực hiện cú tắc bóng mà trong một số trường hợp anh có thể bị nhận thẻ đỏ. Bình luận viên Jamie Redknapp nói, đó thực sự là một pha vào bóng ngu ngốc, không quan trọng là trận đấu diễn ra từ phút nào, nhưng tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ vàng. Điều tôi không thể hiểu là tại sao cậu ta lại làm điều gì đó như vậy sau 2 phút của trận đấu. Hãy nhìn xem cậu ta ở cách xa bóng bao xa, liệu cậu ấy có thực sự cố ý làm đối thủ bị thương hay không? Trong khi đó, chuyên gia Karen Carney đáp lại rằng Caicedo xứng đáng nhận thẻ đỏ. Đối với tôi, đó là thẻ đỏ. Vào bóng muộn mất rồi, anh ấy hoàn toàn không ở gần bóng. Gordon ngã xuống với vết thương phía sau bắp chân và khi trận đấu tiếp tục, bạn sẽ thấy cầu thủ xuất sắc nhất của Newcastle đi tập tễnh. Tôi không nghĩ Caicedo có ý định làm tổn thương Gordon, tôi nghĩ đó chỉ là sự liều lĩnh của anh ta. Nhưng cuối cùng, điều đó đã khiến Newcastle phải mất người. Đối với tôi, đó là một thẻ đỏ, nhưng chúng ta không có VAR và trọng tài cho phép trận đấu tiếp tục. Cách đây không lâu, huyền thoại Chelsea là Maxence Desailly khuyên Caicedo nên quên cái giá 115 triệu bảng kia đi vì nó sẽ khiến cho anh gặp áp lực rất lớn. Nhưng điều ấy không đơn giản, Caicedo có thể quên nhưng các cổ động viên,
các chuyên gia và đặc biệt là cánh báo chí thì nhớ rất dài, nhớ rất rõ khi nhắc về anh. Họ sẽ luôn kèm câu bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử xứ sương mù. Thực ra khi chúng tôi nói rằng Caicedo chưa mắc lỗi nào quá nặng thì đã là rất nhẹ nhàng với cầu thủ này. Bởi tại Premier League trong trận ra mắt trước West Ham, Caicedo phạm lỗi khiến Chelsea phải nhận một quả phạt đền rồi thua trận. Đến trận gặp Nottingham Forest, Caicedo tiếp tục để mất bóng ở giữa sân vì một pha xử lý rất vụng về. Taiwo Awoniyi tận dụng triệt để sai lầm này, chấp thời cơ chuyền bóng cho Elanga thoát xuống đánh bại thủ môn Robert Sanchez. Bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ của Elanga khiến cả sân Stamford Bridge như chết lặng. Và khi Caicedo chưa tạo ra tầm ảnh hưởng quá lớn thì những sai lầm kiểu như thế này hoặc pha chắp tay sau đít ở trận đấu với Middlesbrough vừa qua sẽ khiến anh phải nhận áp lực rất nhiều. Hai hạn chế lớn mà Caicedo đã bộc lộ tại Chelsea là sự thiếu tự tin và chuyền bóng đơn điệu, không phù hợp với một đội bóng lớn khi cần kiểm soát thế trận. Cái giá 115 triệu bảng hoàn toàn chưa tương xứng với những gì mà Caicedo đang thể hiện. Phải nói một cách công bằng, Caicedo không hề tự định giá mình cao như vậy. Đó là chuyện làm ăn giữa Chelsea và Brighton, câu lạc bộ nổi tiếng chém dã man trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng Caicedo lại vô tình trở thành nạn nhân của thứ quy luật kim tiền cực kỳ đáng sợ. Giới quan sát sẽ chỉ nghĩ trong đầu rằng Caicedo đã mang danh 115 triệu bảng thì anh phải đá thế nào để xứng đáng với số tiền đó. Trong khi thực chất thì Caicedo có lẽ chỉ tầm 50 hoặc 60 triệu bảng so với khả năng của mình. Cựu tiền đạo Chris Sutton cho rằng Caicedo chưa xứng đáng với khoản phí kỷ lục mà Chelsea chi ra để mua về từ Brighton. Về cơ bản, đó là 146 triệu đô la Mỹ cho một cầu thủ chưa hoàn thiện, Sutton nói trên Sportmail Anh. Số tiền này cũng rất lớn với một tiền vệ phòng ngự. Vài mùa tới, nếu Chelsea giành Champions League và ngoại hạng Anh, bạn có thể nói Caicedo đáng đồng tiền bát gạo, nhưng tôi không chắc về điều đó. Năm 1994, Sutton lập kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh khi từ Norwich gia nhập Blackburn Rovers với giá 5,5 triệu bảng. Sau gần 3 thập kỷ, ông ngạc nhiên về mức độ lạm phát trên thị trường cầu thủ. Cựu tiền đạo người Anh cho rằng nếu được đặt vào thời hiện tại, cựu tiền vệ của Manchester United Roy Keane sẽ có giá gấp đôi Caicedo. Chuyên gia Frank McAvaney thì lại có một góc nhìn khác. Ông cho rằng việc chi tiêu trên dưới 100 triệu bảng cho các cầu thủ giỏi đã trở thành một chuẩn mực trong bóng đá hiện đại và các cổ động viên nên xem đó là mức giá bình thường. Caicedo cũng sẽ biết rằng cậu ấy không xứng đáng với mức phí đó, nhưng bóng đá hiện tại là như vậy, thật điên rồ. Tôi nghĩ rằng vụ Declan Rice chuyển tới Arsenal với giá 105 triệu bảng là một khoản tiền khổng lồ, nhưng bây giờ nó dường như đã trở thành chuẩn mực. Mức giá cao như vậy sẽ trở thành một yêu cầu lớn đối với những cầu thủ trẻ. Caicedo có thể gia nhập Chelsea với áp lực đè nặng trên lưng. Nhưng có vẻ như nếu bạn không đáng giá 100 triệu bảng ở thời điểm hiện tại thì bạn không phải là một cầu thủ giỏi. Thương Caicedo thật đấy, nhưng biết sao bây giờ, có lẽ cách duy nhất là anh phải cố gắng mà không mắc lỗi thôi. We'll be right back.